Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế hôm nay ngày 18 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn là một số tin trong nước đáng chú ý. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Bác. Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Gói an sinh xã hội, không để người dân chờ đợi kéo dài. Sáng ngày 18 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2020. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Bộ 5 tác phẩm bảo vật quốc gia là sách của Bác Hồ, bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, 130 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng cả ngàn ấn phẩm, tranh ảnh, video, tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên sẽ xuất hiện dưới hình thức trực tuyến tại triển lãm sách kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức. Triển lãm diễn ra trên sàn book365.vn với tên miền truy cập triển lãm sách hcm.book365.vn từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Đây là một triển lãm có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới nhằm giới thiệu đến công chúng những tác phẩm có giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những tác phẩm lớn của Người với dấu ấn nổi bật là bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm là bảo vật quốc gia gồm Đường cách mệnh, Ngục Trung Nhật Ký, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt với việc ứng dụng công nghệ mới, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu tọa đàm trực tuyến của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu những tác phẩm, công trình đặc biệt về Bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người. Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại kỳ họp Quốc hội tới. Theo đó, áp dụng thời gian thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngay từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2021 như đề xuất trước đó. Dự kiến thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ từ 15 đến 17% tùy thuộc vào quy mô doanh thu và số lượng lao động của doanh nghiệp. Nếu dự thảo nghị quyết trên được thông qua sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp trong cả nước được hưởng lợi. Thu nhập ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi năm. Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các tỉnh không để tình trạng bức xúc kéo dài trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt với nhóm đối tượng lao động tự do, lao động bị ảnh hưởng do giãn việc cắt hợp đồng tại các doanh nghiệp cần phải đẩy nhanh để đối tượng nhanh chóng nhận được khoản hỗ trợ từ gói an sinh của Chính phủ. Hơn một tháng đóng cửa do dịch COVID-19, không có thu nhập, nhưng chị Liên vẫn phải chi trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh. Chưa kể dịch bệnh cũng khiến công việc thợ xây của chồng chị cũng bị tạm dừng. Nhận được khoản hỗ trợ của Chính phủ 4 triệu đồng cho hai người, với vợ chồng chị Liên lúc này là một khoản tiền đầy ý nghĩa. Mặc dù hàng quán tôi là phải đóng cửa mất hơn một tháng, thế nhưng mà tiền nhà vẫn phải trả đều cho chủ nhà, và nói chung là kinh tế gia đình rất là khó khăn. Chồng thì cũng không đi làm, vợ cũng không đi làm, hai cháu nhỏ thì cũng nói chung là ở nhà hết.
đánh giá xác định tiêu chí lao động tự do vẫn luôn là nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất. Để đảm bảo đúng người, trúng thời điểm, tránh chậm trễ và trục lợi, mọi đối tượng trong danh sách nhận gói hỗ trợ an sinh đều được tỉnh Lạng Sơn niêm yết công khai, lấy ý kiến trong nhân dân và có sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc địa phương. Triển khai thực hiện thì chúng tôi đã cho thống kê, rà soát, niêm yết tại cái nơi khu dân cư và trụ sở Ủy ban nhân dân của các xã, phường, thị trấn để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên và đặc biệt là người dân giám sát trong cái quá trình thực hiện cái chế độ chính sách này. Trước đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhanh chóng trình chính phủ nhằm cụ thể hóa 7 nhóm lao động tự do, gồm những người bán hàng rong quà vặt, những người làm xe ôm, những người thu rác, bốc vác, bán vé số, những lao động trong lĩnh vực như nhà hàng, dịch vụ, ăn uống, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là căn cứ quan trọng giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, chi trả cho nhóm đối tượng này. Hồ sơ xong đến đâu thì chi trả tiền đến đó, và dù khó mấy thì cũng phải làm bằng được. Đây là yêu cầu trong việc thực hiện cấp phát hỗ trợ cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng do đại dịch, đặc biệt là nhóm lao động tự do. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, lúc này gói hỗ trợ đã thể hiện đúng ý nghĩa của hai chữ an sinh. Hàng nghìn mét vuông rừng phòng hộ đầu nguồn ở thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị chặt phá nham nhở, có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Điều đáng nói, cán bộ trạm kiểm lâm Trung Hà dường như không hay biết về tình trạng này. Để đến được khu vực rừng phòng hộ ở thôn Lăng Chua mới bị chặt phá này, phải mất gần một giờ đồng hồ len lỏi qua những con đường mòn, treo đèo lội suối. Tình trạng này diễn ra vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay. Điều đáng nói, cánh rừng bị chặt phá là rừng phòng hộ đầu nguồn có tác dụng quan trọng trong việc chống lũ quét, xói mòn, sạt lở đất và còn là đầu nguồn suối, khe khuổi nội, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong vùng và cấp nước cho công trình thủy lợi Trung Mỹ, phục vụ nước tưới cho hơn 100 hectare lúa hai vụ xã Trung Hà. Qua tìm hiểu của phóng viên thì được biết, cánh rừng bị chặt phá này đã được ông Đặng Văn Minh, thôn Lăng Chua, bán cho một người tên là Điệp khai thác, chặt hạ, còn thủ tục khai thác do ông Điệp tự lo. Bán cho thằng Điệp thì nó bảo nó khác làm thôi, chứ cái này là không biết đâu. Anh bán cái đấy thì được bao nhiêu tiền? 8-9 triệu. Tuy nhiên, ông Triệu Văn Tá, trưởng thôn Lăng Chua khẳng định, diện tích rừng ông Minh bán cho ông Điệp khai thác nằm trong khu vực rừng phòng hộ nghiêm cấm chặt phá khai thác. Kiểm lâm xã là cũng đã lên xác minh rồi. Nhưng mà xác minh là cái hộ của Điệp ấy nó không chấp hành. Về sau này là các tự đi chặt phá. Quá bức xúc trước vụ việc rừng phòng hộ bị phá trắng, ông Chu Thanh Hiền, cán bộ địa chính xây dựng phụ trách nông lâm nghiệp xã Trung Hà, đã nhiều lần có ý kiến phản ánh với lãnh đạo địa phương nhưng không nhận được câu trả lời. Trong khi đó thì lãnh đạo địa phương xác nhận có tình trạng chặt phá rừng phòng hộ tại thôn Lăng Chua. Trong ở Lăng Chua có một cái trường hợp là khai thác, mà nắm được là khai thác vào rừng phòng hộ mà cũng không báo cho xã, cho thôn biết, anh em biết, là phối hợp với kiểm lâm lên kiểm tra. Theo biên bản kiểm tra về việc tàng trữ lâm sản trái pháp luật do trạm kiểm lâm Trung Hà phối hợp với đại diện Ủy ban Nhân dân xã Trung Hà và thôn Lăng Chua lập ngày 29 tháng 2 năm 2020, ghi rất rõ, tại thời điểm kiểm tra phát hiện có lâm sản tập kết tại ven đường quốc lộ đi xã Hồng Quang với số lượng 583 đoạn gỗ bồ đề, khối lượng hơn 15 mét khối. Theo phản ánh của nhân dân, toàn bộ số gỗ nói trên được khai thác từ lô rừng trồng của ông Đặng Văn Minh, thôn Lăng Chua, xã Trung Hà. Tuy nhiên, khi làm việc với phóng viên về số gỗ thu giữ này, ông Trần Văn Tuyến, trạm trưởng trạm kiểm lâm Trung Hà cho biết, trạm kiểm lâm vẫn chưa xác định được nguồn gốc khai thác của số gỗ nói trên. Đến nay thì kể ngay từ ban đầu là chúng em làm đầy đủ hồ sơ thủ tục về, ví dụ tạm giữ, lập hồ sơ tạm giữ về và ra thông báo tìm chủ sở hữu tang vật. Bây giờ mình chưa xác định được là ở khai thác ở khu vực nào anh ạ. Sự việc người dân tự ý mua bán chặt phá rừng phòng hộ xảy ra tại xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, mặc dù đã xảy ra cách đây hơn 2 tháng nhưng vẫn chưa được xử lý theo quy định của pháp luật, đang gây bức xúc trong nhân dân và sẽ tạo tiền lệ xấu nếu không xử lý triệt để. Chuyển sang phần tin quốc tế với những tin đáng chú ý. Toàn thế giới vượt 4,8 triệu ca mắc COVID-19. Fed nhận định về tình hình kinh tế Mỹ. Thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Afghanistan.
Tiếp tục những thông tin cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tính đến khoảng 8 giờ ngày 18 tháng 5 theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 4.801.510 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 316.658 ca tử vong. Dịch bệnh hiện đã lây lan sang 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số bệnh nhân hồi phục hiện nay là 1.858.079 người. Theo trang thống kê Worldometer, Mỹ vẫn là tâm dịch thế giới với gần 1.530.000 ca nhiễm và gần 91.000 ca tử vong. Xếp sau Mỹ là Nga với hơn 280.000 ca nhiễm và 2.631 ca tử vong, Tây Ban Nha với gần 278.000 ca nhiễm và 27.650 ca tử vong, Anh với gần 244.000 ca nhiễm và 34.636 ca tử vong, Brazil với hơn 241.000 ca nhiễm và 16.118 ca tử vong. Trong khi đó, khu vực Mỹ Latin và Caribe đã ghi nhận gần 509.000 ca nhiễm và 28.715 ca tử vong. Tại châu Âu, thống kê cho thấy khu vực này đã ghi nhận tổng cộng gần 1,9 triệu ca nhiễm và 166.647 ca tử vong. Tại châu Á, sáng nay 18 tháng 5, Trung Quốc thông báo phát hiện 7 ca nhiễm mới. Trong đó có 4 ca nhiễm ở Nội Mông là người từ nước ngoài. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm tại châu Á là 355.378 ca và có 12.176 ca tử vong. Khu vực Trung Đông có gần 280.000 ca nhiễm và 8.135 ca tử vong. Châu Phi có 82.684 ca nhiễm và 2.735 ca tử vong, trong khi khu vực Châu Đại Dương ghi nhận 8.391 ca nhiễm và 126 ca tử vong. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây cảnh báo việc kiểm soát đại dịch này sẽ còn kéo dài nếu các biện pháp nới lỏng, phong tỏa không đi kèm với các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn dịch tái bùng phát. Người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan đánh giá, dịch COVID-19 vẫn đang tạo ra những nguy cơ cao ở cấp độ quốc gia, khu vực và trên toàn thế giới. Quan chức này cũng cảnh báo về các tác động kinh tế và sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nếu các nước nới lỏng phong tỏa mà không kèm theo các biện pháp nhằm phản ứng kịp thời trong trường hợp dịch tái bùng phát. Ông Ryan cũng cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể trở thành một loại virus đặc hữu như HIV, song khẳng định điều quan trọng nhất là thế giới có thể tìm ra phương pháp điều trị và ngăn ngừa những loại virus nguy hiểm này. Đánh giá về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể phục hồi trong năm tới, nhưng việc phục hồi hoàn toàn còn phụ thuộc vào quá trình nghiên cứu vaccine phòng COVID-19. Trả lời trên truyền hình, Chủ tịch Powell nhận định kinh tế Mỹ cần một thời gian để bắt đầu phục hồi, nhưng với điều kiện không còn đợt bùng phát đại dịch nào mới. Theo ông, để kinh tế Mỹ phục hồi hoàn toàn, người dân cần phải có niềm tin trở lại, và điều này còn phụ thuộc vào sự ra mắt của các loại vaccine phòng COVID-19. Đánh giá mới từ Fed được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề do tình trạng ngừng hoạt động trên diện rộng nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19. Theo số liệu công bố ngày 8 tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã tăng tới 14,7% trong tháng 4 vừa qua và có thể lên tới 20% trong tháng này. Hiện Fed đang xúc tiến các biện pháp hỗ trợ kinh tế như cấp các khoản vay cho các công ty, bơm tiền vào hệ thống tài chính và nới lỏng quy định cho vay đối với các ngân hàng. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, hôm qua Tổng thống Ashraf Ghani và đối thủ Abdullah đã ký thỏa thuận chia sẻ quyền lực, qua đó chấm dứt mâu thuẫn gay gắt kéo dài nhiều tháng, khiến Afghanistan chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị. Theo thông báo, thỏa thuận sẽ chỉ định ông Abdullah dẫn đầu phái đoàn đàm phán hòa bình với phiến quân Taliban. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho biết thỏa thuận bảo đảm phe ủng hộ ông Abdullah sẽ nắm giữ 50% số thành viên nội các, cũng như vị trí thống đốc các tỉnh. Cùng ngày, Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận chia sẻ quyền lực tại Afghanistan, đồng thời hối thúc các bên tiếp tục nỗ lực giải quyết các bất đồng. Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng ca ngợi động thái mới và cho rằng đây là bước tiến quan trọng trong quá trình thúc đẩy hòa đàm tại quốc gia này. Một máy bay thuộc phi đội Strobis của Không quân Canada đã gặp nạn tại thành phố Kamloops thuộc bang British Columbia, khiến ít nhất một người bị thương. Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến phi đội Snowbiz sau vụ tai nạn hồi tháng 10 năm ngoái. Máy bay gặp nạn khi đang tham gia màn biểu diễn nhằm khích lệ tinh thần người dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngay khi sự cố xảy ra, phi công đã kịp bật ra khỏi máy bay. Hiện tình trạng của phi công chưa được xác định. Quan chức phụ trách y tế khu vực, ông Adrian Dick, cũng xác nhận trên mạng xã hội Twitter rằng có một người đã được đưa tới bệnh viện.
Các đoạn video của người dân cho thấy máy bay gặp khó khăn lúc cất cánh và phi công đã thoát ra ngoài ngay trước khi máy bay phát nổ. Đài truyền hình CFJC cũng đăng tải tấm hình về ít nhất một ngôi nhà ở thành phố Kamloops bị cháy. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến đây thì thời lượng bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.